Xin chào toàn thể quý vị các bạn. Hôm nay Sông Nhật Việt này xin review đến các bạn một sản phẩm máy lọc nước điện giải Panasonic TKHS92S. Đây là hàng Nhật nội địa nha. Đây là một chiếc máy mình đã lắp đặt sẵn rồi. Các bạn thấy nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Nó cần đây là cái hồ của máy. Đây là một cái vòi nước để mình lắp vào cái vòi nước ở nhà của mình đấy. Rồi. Ở đây nó có hai dây. Đây là cái đầu nước ra, đây là đầu nước lọc ra bên ngoài. Còn đây là cái dây để cho nó tuần cái nước axit ra bên ngoài. Chiếc máy này được công nhận là đã loại bỏ được 13 cái loại tạp chất và 6 loại độc tố được theo chuẩn GIS và GFPA của Nhật. Nó gồm có 7 tấm điện cực. Nó có thể tạo được từ 8 chế độ nước với lại 8 cái chế độ pH khác nhau để tùy theo cái từng mục đích sử dụng của bạn. Công suất của nó là có thể tạo ra 2,5 lít nước trên phút. Cái độ pH của nó dao động là từ 3.0 đến 10.5 tùy theo cái chế độ bạn sử dụng mà chọn cái chế độ pH nước thích hợp cho mình. Và máy nó có cái điện áp là 100V, 3,5A và công suất là từ 50 đến 60Hz. Công suất tiêu thụ tầm độ 170W. Máy có thể hoạt động liên tục trong 10 phút. Máy đã được cài đặt sẵn, các bạn muốn dùng nước, đây, nó sẽ lắp đặt theo nguyên tắc được lắp đặt theo vòi nước, các bạn cứ mở và nó sẽ hiện lên. Đấy, các bạn thấy. Đây. Đây là cái bảng điều khiển của nó, đơn giản chỉ có thế này thôi. Cái nút đầu tiên ở chỗ này của nó, đây là mục nước axit. Click vào đây, đây là axit của nó. Đây nó có cái chữ ORP, các bạn thấy. Đây là chỉ số ORP của nó. Còn mục bên trên đây, các bạn nó sẽ ghi là nồng độ hydro của nó. Ở cái phần mục thứ hai đó là nước tinh khiết. Các bạn click vào, đấy. Nó sẽ hiện lên mục nước tinh khiết. Và chúng ta thường dùng ý, đó là ở cái nút thứ ba. Nút thứ ba này, đây. Đây là nước uống có độ pH là 8.5 như đây, chỉ số pH của nó đây. Nước nó thông báo là uống được thì sẽ ra hiện cái màn hình màu xanh đây. Còn ở cái mục cuối cùng này, đây, thì pH của nó hơn lớn 10. Đây là nước dầu hydro với cái nồng độ cao. Các bạn dùng nước này để dùng cái chế độ này để có thể rửa hoa quả hảo và rau củ. Đấy, như bạn thấy, pH của nó là 10.5, hiển thị màu vàng. Nó có 8 chế độ nước với 8 chế độ pH khác nhau và nó tùy theo với từng màu khác nhau. Đấy. Còn ở đây, đây là dòng bên dưới. Cái đầu tiên đó là cái nút cài đặt. Các bạn nhìn thấy nó sẽ hiện ra nút cài đặt này. Hiện ra các mục cho bạn chọn. Đấy. Rồi. Còn đây, ở độ pH, ở đây nó có hai cái nút, mũi tên xuống và mũi tên lên. Như bạn thấy, mũi tên xuống thì nó là giảm pH. Các bạn nhìn theo, click này. Đây là tăng pH. Đấy, tăng lên, nó sẽ hiện lên tăng. Đây, các chỉ số nó tăng lên. Đấy. Còn mục cuối cùng, đó là nước dầu hydro với cái nồng độ pH thấp. Chế độ mặc định của nó là như thế rồi. Đơn giản. Cách sử dụng rất đơn giản. Và đây là một cái vòi nước của nó. Đây. Đây là nguồn nước ra, nguồn nước các bạn sử dụng. Và đây là cái dây, như bạn thấy đây. Dây được dẫn đến cái vòi nước. Đây là vùng vòi nước để các bạn có thể, nếu các bạn sử dụng nước từ máy lọc giải thì các bạn để chế độ bật như thế này. Các bạn muốn không dùng nữa, muốn dùng nước của phòng máy bơm thì các bạn bật lên. Công tắc vào đây này. Đó. Đơn giản chỉ thế thôi. Các bạn dùng như này. Để tiện các bạn có thể dùng vòi đôi. Đây như nhà tôi đang dùng. Đây là dùng vòi đôi. Một bên là để
dùng nước của máy, nước sẵn của máy có thể rửa. Còn một bên đây tôi được lắp đặt để dùng nước lọc giải. Các bạn đây là nước ion kiềm đấy, các bạn có thể sử dụng bất kỳ lúc nào cũng được, dùng các chế độ khác nhau. Đây là dây nguồn của nó. Đơn giản gì thôi đâu. Đây mà cho pH 8.5 là chuẩn để nước uống. Chế độ hoạt động của nó rất đơn giản, không phải cầu kỳ hay là khó sử dụng như những cái loại máy lọc nước khác. Các bạn chỉ được cắm điện lắp đặt vào và sử dụng thôi. Như các bạn thấy đây ở trên màn hình, ở đây là số lượng lít nước đã sử dụng và bên trên là cái số lượng ngày, và nó sẽ có một cái hạn mức nhất định nào đấy. Khi dùng hết trên thông số của máy ấy, thì nó sẽ báo để chúng ta sẽ thay một cái lõi khác, thay một cái lõi khác. Như các bạn biết đấy, bất kể nào cái máy lọc nước nào nó cũng sẽ phải có một cái lõi lọc, và nó cũng chỉ có một cái thời gian hoạt động nhất định thôi. Và khi sử dụng hết cái mức hạn mức của nó thì chúng ta sẽ phải thay để cho cái nước mình lọc ra để sử dụng được an toàn và cái chế độ lọc được của nó được tốt hơn. Bạn đã sử dụng rất là đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được mà an toàn, không sợ bị điện giật hay là gì hết. Và cái công dụng của từng cái loại nước với những cái chế độ pH khác nhau thì ở trên, nếu các bạn muốn tham khảo thì các bạn có thể truy cập vào website của shop Nhật Việt. Chúng tôi đã ghi được tất cả những cái bài viết liên quan đến chiếc máy này và những cái thông tin về chế độ nước và nước pH nào thì dùng cho cái công dụng như thế nào. Các bạn chỉ việc vào và xem, rất là đơn giản, sử dụng rất đơn giản. Đây, nhắc lại nha, đầu tiên đó là cái mục cài đặt, nhà nút cài đặt nha. Đầu tiên là nút cài đặt, chữ hoàn toàn bằng tiếng Nhật nên là những ai biết tiếng Nhật thì có thể cài đặt dễ đơn giản, còn những ai không biết thì chúng ta sử dụng những cái chức năng cơ bản của nó là được rồi. Nút thứ hai đó là nước tinh khiết. Chúng ta thấy những cái nước tinh khiết đây, ở đây nó xuất hiện những cái bảng màu nào thích hợp với lại pH nào. Nước tinh khiết thường thường sử dụng được, chúng ta sẽ có cái màu xanh, như bạn thấy màu xanh. Và độ nước mà chúng ta thường thường hay dùng là màu xanh lam với độ pH là 8.5. Như các bạn thấy pH là 8.5. Dùng báo đây là nó thông báo nước có thể dùng. Khi thoảng không dùng để không động đến thì nó sẽ hiện cái bảng số nước đã lít nước đã dùng và cái số ngày mà các bạn để theo dõi. Tùy theo cái nhu cầu bạn mà có thể dùng các chế độ nước khác nhau. Đấy. Tăng giảm nước của nó là pH là 8.5, các bạn tăng lên hay là giảm xuống đều có thể. Đây là nút cơ bản đó. Đây là nó có cái tốc độ dòng chảy, nhưng chúng ta không cần phải quan tâm đến, là chủ yếu là quan tâm hết máy sử dụng như thế nào thôi. Đây. Và trên sản phẩm nó ghi hẳn cái thương hiệu Panasonic và tên của máy là TK-HS92. Đây. Ở kế bên của nó những cái hướng dẫn sử dụng và hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Kích thước rất là nhỏ gọn nên các bạn có thể đặt đâu thoải mái ở trong cái khuôn viên bếp hoặc cạnh cái bồn nước của mình. Rất là nhỏ gọn, nhỏ gọn và tiện dụng. Nếu các bạn có nhu cầu có thể mua hoặc đặt cái sản phẩm máy lọc nước điện giải Panasonic TK-HS92 thì có thể liên hệ đến shop Nhật Việt qua số hotline là 0983 131528. Tôi sẽ hỗ trợ tư vấn 24/7. Nếu
có gì thắc mắc về sản phẩm này thì các bạn có thể comment xuống dưới video hoặc liên hệ đến shop, chúng tôi sẽ trả lời các bạn trong những thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.